Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Việt. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Mưa to ròng rã từ đầu tháng 2 vừa qua tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước. Động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điểm báo vỡ đập là có thật khiến cho chính quyền ông Tập đang ăn mất ngủ. Theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua đã tiếp tục có những trận động đất và ở đây nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng, làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi, chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Từ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị chấn chìm trong biển nước. Có những nơi bị ngập tới 9 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê có bao nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Những hình ảnh và video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải được cho là rất rùng mình. Nhưng quý vị đón xem, nhiều ý kiến cho rằng những hình ảnh cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên tiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh, nhưng thực tế nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thấy đó chính là một sự thật đang diễn ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điểm báo này đang rất đúng với phía Trung Quốc khi đầu năm 2023, một số dự đoán của nhà tiên tri cậu bé đến từ Ấn Độ đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay, đó là bệnh tật, động đất, mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc hoang tàn. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế hiện nay của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào đầu năm 2023 này, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ đợi xem lời nguyền về con đập Tam Hiệp có đúng hay không thì chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta cùng chờ kết quả năm 2023 mới có thể biết được. Theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Trung Quốc cho biết, tính từ đầu tháng đến nay, Trung Quốc đã sống trong bóng tối, không có ánh dương và sự chiếu sáng của mặt trời. Bởi bầu trời của Trung Quốc đại lục trong liên tục u ám. Hàng triệu người dân Trung Quốc nói rằng trong 24 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ, cảnh tượng vỡ đê vỡ đập xảy ra chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng mặt trời. Mở mắt ra thì toàn nước và đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi. Ô tô đi trên nước và bơi trên nước có đến hàng triệu chiếc. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất trời thay mặt thế giới giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình gây ra cho thế giới, để bây giờ hàng triệu người Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 24 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có sự bình yên, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Phải chăng mẹ thiên nhiên đất trời như đang giận dữ, giáng đòn đau để trừng phạt những lời cảnh báo cho đất nước này, mục đích là để giúp Tập Cận Bình cảnh tỉnh bớt đi gây gổ, bớt đi bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông, cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những cái mầm tội ác trên thế giới? Có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua, vào lúc 10:38 theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên đến 6,9 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ từ 4,3 đến 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng và tồi tệ. Hiện đã vẫn ám ảnh người dân nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương và thông cảm cho sự không may mắn của những người xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điểm báo xấu như quả bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua năm tỉnh Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo trung tâm trên, nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1-3 trận động đất nữa. Nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể sẽ xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập và toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Trung Quốc trong suốt 24 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất sóng thần khiến cho giới chức nước này đang mất ăn mất ngủ. Trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh vừa qua, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng Trung Quốc vào sáng hôm nay, đã trích dẫn lời ông Tập, chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước. Ông nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết đây là lần đầu tiên chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống cũng như sự an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Mưa to, gió lớn, động đất sóng thần liên tiếp xảy ra trước đó. Ông Tập không quan tâm đến người dân của Trung Quốc khi vẫn đem hải quân Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận và đạn thuật.
phóng tên lửa thì uy sức mạnh uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo Trung Quốc cho biết Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương cùng với việc thực hiện trách nhiệm của mình lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình và bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch, phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu hộ cứu trợ cho người dân. Các bộ phận liên quan đã chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau khi thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống càng trở nên bình thường thì càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết những ngày gần đây lũ lụt ở vùng nước dâng lên hầu hết tại các tỉnh phía nam Trung Quốc. Đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ tại các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều là mức độ cảnh báo lên mức cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người dân trên nhiều tỉnh thành. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, TV và tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Tổng cộng có 293 người thiệt mạng mất tích vì lũ lụt. Đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương của nước này hôm qua cũng ra một cảnh báo nói rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt có thể là hết tháng 1/2023. Để phòng lũ quét, sạt lở và sự an nguy của con đập Tam Biệt, từ tin tức Bắc Kinh trích dẫn từ thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng đối động đất sóng thần nước này cho biết, trận động đất 5,1 độ Richter vào sáng hôm nay là một trong những dư chấn từ năm 1976. Tâm chấn của trận động đất lên xảy ra huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter vào năm 1976, đã khiến hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Trung tâm mạng đối động đất Trung Quốc cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023 đã có tới 12 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Đầu năm dịch bệnh Covid-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to sóng lớn động đất sóng thần liên tục xảy ra khiến cho tất cả 24 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc phải trả vì những tội lỗi và đường lối sai trái cho ông Tập gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối, nhưng chính quyền của ông Tập rất hung hăng. Quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau ở ngoài Biển Đông, thì Hải quân Bắc Kinh liên tục triệu tập cận trận cũng như dàn cảnh quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng khuyên Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những cái hành động bắt nạt thế giới, thay bằng việc đi gây hấn bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân, bởi vì mưa lũ sóng thần động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong những tháng tới. Và nếu như chính quyền của ông Tập không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân, thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Bởi vì theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nước này cho biết, mưa lớn và bão tố tiếp tục ập tới Trung Quốc trong những ngày tới, đề nghị cơ quan ban ngành cũng như là người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì MC xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.